Xin chào anh em nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vẽ cái hệ tủ bếp chữ L để mình có thể là sâu chuỗi lại tất cả các cái kiến thức mà mình được học từ buổi trước nhé. Khi anh em nhận nhiệm vụ là vẽ sản xuất cho một cái hệ tủ bếp chữ L như thế này thì bước đầu tiên ấy thì mình sẽ phải ra ngoài công trình để mình đo khảo sát lại hiện trạng trước để mình kiểm tra xem là các cái kích thước ngoài hiện trạng nó có đúng như trong cái bản vẽ mà mình đã thiết kế từ trước hay không. Đấy, có chỗ nào cần điều chỉnh hay không, hoặc là cái diện tường của mình ấy, nó có bị nghiêng, bị vẹo hoặc là méo chỗ nào không. Hoặc là một số các cái nhà dân ấy, thì nó sẽ có hay có cái góc cột ở vị trí góc tường như thế này này. Đấy, thì mình phải đo, mình kiểm tra. Cái thứ hai là mình sẽ phải kiểm tra xem các cái vị trí đầu nối ống chờ xem nó đã có nằm đúng vị trí như trong cái bản vẽ thiết kế của mình hay không. Một số bên ấy, họ hay là thiết kế trước khi mà mình thi công điện nước. Thế thì cho nên là một số trường hợp là cái vị trí mà thoát nước của cái chậu rửa này chẳng hạn, nó lại nằm ở phía bên cái khoang ngăn kéo này cơ. Đấy, thì cho nên là mình sẽ phải có phương án mình điều chỉnh cái công năng, nghĩa là mình đưa cái chậu rửa này sang phía bên trái, hoặc là mình phải có phương án nào đấy để mình giải quyết được cái vấn đề đó. Hoặc là một số các cái vị trí ổ điện ấy, nó lại không nằm ở bên cái khoang bếp từ hoặc là lò vi sóng cơ. Thế thì cho nên là mình sẽ phải có phương án để mình đi dây lại, hoặc là mình thay đổi cái công năng của cái bếp từ và lò vi sóng sao cho nó đầu nối nó hợp lý. Hoặc là cái vị trí đầu nối của cái ống đi hút mùi chẳng hạn, là anh em cũng phải khảo sát lại và tính toán sao cho nó đi nó thẩm mỹ và nó hợp lý nhất nhé. Tiếp theo mình sẽ đo lại cái kích thước hiện trạng của cái căn phòng này nhé, để mình sang bên cabinet mình dựng lại. Mình sẽ đo cái diện tường này trước, 3m3 này. Diện tường này 4m. Và chỗ này là gần 700. Mình sẽ vẽ tường. Đây mình sẽ vẽ là 3m3. Bên này là 4m. Và chỗ này là 700. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ nhìn trên 3D để mình phân tích, để mình phân tách các cái khối ra như thế nào cho nó hợp lý. Thì mình quan sát này, ở đây là cái diện tường bên trái này, cái chiều dài của cái tủ bếp nó đang là 2m72 này, nó đang quá khổ ván cho nên bắt buộc mình sẽ phải tách thành hai cục. Cái phần tủ bếp bên phải này nó cũng đang dài là 3m9 này, trừ đi 1m của cái tủ lạnh thì chỗ này nó sẽ là 2m9, nó cũng đang quá khổ ván. Thế thì cho nên là mình sẽ phải tách ở đây là tổng thành 3 cục nhá. Một cục là cái tủ bếp góc này này. Mình sẽ tách ra nó thành một cái module độc lập để sau này lắp dựng cho nó dễ. Với cả mình sẽ thiết kế hai cái cục tủ bếp dài hai bên như này. Đấy. Và cái tủ bếp ở dưới nó cũng tương tự như trên nhá, mình cũng sẽ tách nó thành 3 cục độc lập. Và tủ lạnh nó cũng như vậy. Và cái phần tủ lạnh này thì nó là cái tủ âm tường. Thế thì cho nên là chỗ này mình sẽ phải cách tường là khoảng 5 phân. Và mình sẽ bố trí cho nó một cái phào L như thế này nhé. Cái phần tủ bếp dưới cũng tương tự như vậy. Mình sẽ chia nó thành 3 cục nhé. Đây, một cục thì nó sẽ bao gồm 3 cái cánh này là 1m2. Một cục thì nó sẽ ăn vào trong cái góc L này. Với cả một cục còn lại nó sẽ đầu vào đây. Ok, mình sẽ quay trở về phần mềm mình vẽ nhé. Mình sẽ vẽ cái hệ tủ bếp dưới trước. Mình sẽ dùng cái bếp dưới hậu phủ alu này. Mình sẽ đặt vào đây nhé. Cái cục này thì nó sẽ dài bao nhiêu? Thì đây mình nhập. Cái chiều dài tổng thể của cái khoang bên phải này nó sẽ là 2m95. 2950 trừ đi 1m2. Cái cục bên cạnh sẽ là 1m7. Mình copy luôn sang bên này nhé. Mình sẽ nhập cho nó 1200. Rồi. Tiếp theo nó là cái cục tủ lạnh. Cục tủ lạnh thì mình có thể lấy sẵn trong thư viện nhé, hoặc là mình vẽ mới cũng được. Ở đây mình lấy sẵn trong thư viện đi. Đây, cục tủ lạnh. Mình lấy ra mình đặt vào. Đấy. Ok. Tiếp theo cái cục bên này nữa. Mình đặt vào. Cái cục bên này thì nó sẽ là 2m72. 2m72. 2720. Trừ đi. Trừ đi ở đây là 580 cái cục bên trong này. Enter. Cái này mình sẽ mở rộng sang bên trái nhé. Đấy. Cái này nó sẽ cách bên phải đây là 580. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ vẽ các cái khối của cái tủ bếp trên. Đây mình lấy cái bếp trên hồi phủ ra nhé. Mình đặt vào đây. Mình sẽ lấy cái kích thước theo các cái cục dưới nhé. Chiều rộng đây là
1750. Copy sang bên này. Đấy. Rồi tiếp theo cái cục phía bên phải này. Chiều rộng ở đây mình sẽ lấy 2720 trừ đi cái chỗ này nó sẽ là 330 cộng với một thân cánh nó sẽ là 350. Mở rộng sang bên trái nhá. Ở đây cách phải nó sẽ là 350. Đấy. Cái cục tủ lạnh của mình nó chỉ cao đến cái nóc tủ bếp này thôi. Thì mình sẽ chỉnh lại chiều cao của nó nhá. Chiều cao ở đây mình sẽ lấy là 810 tủ bếp dưới cộng với cái phần ốp đá là 600 cộng với cái tủ bếp trên nó sẽ là 800. Enter. Cái này thì mình sẽ cộng thêm cái phào mình cho rời đi. Cái phào này mình sẽ cộng thêm 80 nữa nhé. Đấy, nó sẽ như này. Tí nữa mình sẽ chỉnh lại cái chi tiết sau. Cái cục này thì nó chỉ sâu có 600 thôi. Mình chỉnh lại. Bước tiếp theo là mình sẽ chia công năng cho các cái khối tủ này nhé. Thì ở đây mình nên ưu tiên xử lý cái cục góc này trước này. Mình sẽ xử lý các cái góc này trước. Thì ở đây mình sẽ vào trong cái tủ bếp góc này. Mình sẽ xử lý. Ở đây mình sẽ vào chia ngoài trước. Mình sẽ chia cho nó nhiều các cái ô trống. Cái chỗ góc này thì mình sẽ để cho nó trống nhá. Một khoảng đây thì anh em cứ chia cho mình là cái tủ. Cái hồi tủ bên cạnh của mình nó sẽ là 580 tính cả cánh. Thì ở đây mình sẽ để cho nó là 480. Khóa lại. Bên này nó sẽ là một cái thanh táp 10 phân. Thì ở đây mình sẽ để cho nó là 100. Đấy, khóa lại nhé. Và đây mình có thể chỉ định cho nó là tấm cố định luôn. Đấy. Tiếp theo bên này thì mình sẽ chia cánh cho nó nhé. Chia cánh ở đây thì mình sẽ xem ở trên 3D. Ở đây mình sẽ chia cho nó một cái cánh đơn 350 với cả là hai cái cánh mở ngăn kéo. Rồi. Cái thanh táp này thì mình có thể là cho nó đâm kịch xuống đất nhé. Mình có thể để nó tính chất là của cánh này. Đâm kịch xuống đất thì dưới ở đây mình sẽ cho nó là cộng 80. Đấy. Bên này đây mình sẽ chia nó thành hai ô trống. Ô trống bên trái nó là cái cánh đơn 350. Khóa lại. Chỉ định nó là cửa luôn. Đấy. Còn bên phải đây thì mình sẽ chia cho nó hai cái ngăn kéo. Ba ô trống đi. Có cả khe móc âm đấy. Khe móc âm ở giữa sẽ là 25 ly. Ở trên mình sẽ chỉ định nó là ngăn kéo. Dưới là ngăn kéo. Và mình sẽ nó sẽ tự động cho chiều cao bằng nhau rồi. Ok. Đấy. Tiếp theo mình sẽ vào bên trong mình chia cho nó các cái hồi nhé. Ở đây mình sẽ chia cho nó hai cái hồi này, ba khoang. Cái hồi bên này thì nó sẽ nằm vị trí nào. Cái hồi này thì nó để cho mình bắt cái cánh này. Với cả cái hồi này thì mình sẽ chỉ cho nó đâm sâu vào khoảng 10 phân thôi. Để mình khi mà mình mở cái cánh này ra ấy, thì mình có thể lấy đồ ở phía bên trong này mình moi ra được nhé. Thì đây anh em sẽ điều chỉnh cho mình. Bên này nó sẽ là 580 trừ đi 35. Đấy. Khóa chiều rộng này nhé. Mình có thể ra mặt cạnh để mình điều chỉnh cái hồi này nữa. Hồi giữa. Ở đây mình sẽ cho cạnh tụt cạnh C4 này nữa. C4 ở đây là mình chỉnh luôn cái chiều rộng của nó nhé. 100. Thôi mình chỉnh cái C4 này đi. Ở đây là trừ đi 450. Đấy, nó sẽ như thế này này. Mình sẽ vào phần chia trong nhé. Mình chỉnh cái hồi này bên này. Hồi bên này mình sẽ xem cái kích thước cánh nó là bao nhiêu. Ở đây nó đang là 348 này. Nó là cái kích thước cánh. Còn cái kích thước khoang của nó sẽ là 350 nhé. Mình sẽ nhập vào. Ở đây mình sẽ nhập là 350 trừ đi một nửa thân hồi giữa này. Là trừ đi 8.5 nhé. Đã để cho cái hồi giữa này nó vào giữa cái cánh đơn với cả cái ngăn kéo này này. Rồi mình sẽ khóa chiều rộng này nhé.
Đấy, ok. Cục này tạm thời xử lý như vậy. Mình có thể bật cam chốt lên để mình quan sát. Đấy, chỗ này nó bắt cam chốt rồi. Mình sẽ vẽ thêm cho nó cái thanh sàn móc âm vào đây nhé, vào mặt trước này. Ở đây mình copy cái chân trước đây, copy này, đặt vào. Anh em lưu ý là bật cho mình ba cái chế độ bắt điểm đây nhé, để bắt cho nó chính xác. Chân trước này, chân trước ở đây cái sàn này nó chỉ móc một cánh thôi, cho nên là mình sẽ để cho nó rộng là 50. Mình cho nó dịch xuống dưới một tí. Đây, nó ở vị trí này. Rồi ok nhé, mình sẽ đổi thuộc tính của nó. Là sàn móc âm, chứ không phải chân nữa. Rồi, cái chiều dài của nó sẽ là bằng bao nhiêu? Mình sẽ vào chia trong để mình xem bên trong nó là bao nhiêu nhé. Nó là 793.5 này. Mình chọn vào cái sàn này, nhập luôn. 793.5. Dạ, nó sẽ tự động bắt cam cho mình vào cái hồi phải. Mình sẽ quay trở về phòng nhé. Tiếp theo mình sẽ chia công năng cho cái cục bên cạnh này. Mình kích đúp vào. Mình quan sát trên 3D nhé. Ở đây nó là cái khoang chậu rửa này. Nó sẽ rộng là 800 với cả một cái khoang cánh đơn này, 400. Ok, mình vào chia ngoài nhé. Ở đây mình sẽ chia nó thành ba cửa đi. Ok. Đấy. Mình sẽ vào chia trong nhé. Bên này thì mình sẽ chia cho nó một hồi thôi. Và hồi này nó sẽ là hồi giữa nhé, không phải hồi chia hậu. Mình nhập vị trí cho nó. Ở đây cái cánh của mình nó đang là 400 này. Mà bên trong ấy, cái cánh của mình nó sẽ phủ một cái hồi phải này với cả nửa cái hồi giữa này nữa. Thế thì cho nên là cái khoang trong này nó sẽ là 400 trừ đi một thân ván rưỡi là 26. Đấy, nó sẽ vào giữa như này nhé. Mình có thể bật cam chốt luôn. Ok, mình sẽ quay trở về. Mình sẽ chia nốt công năng cho cái cục bên này nhé. Mình quan sát 3D. Ở bên này thì nó sẽ gồm một cái gạch cánh đơn này. Sau đó là đến cái khoang giá rút xong nồi này. Ở trên có một cái bếp từ. Tiếp theo là đến cái lò vi sóng và một cái khoang cửa đơn nữa. Ok, mình sẽ chia. Mình sẽ chia dọc ở đây thành 5 ô trống trước đi. Cái ô trống đầu tiên ấy, nó là cái chiều dày của cái hồi. Bởi vì cái hồi của mình nó phủ ra ngoài mà. Nó là ở đầu hồi. Thì ở đây mình sẽ nhập là 18. Tiếp theo là đến cái cánh đơn của mình, nó sẽ rộng là 350. Khóa lại. Tiếp theo là đến khoang giá rút xong nồi và bếp từ. Ở đây thì mình lấy cái loại là rộng 800. Thế thì cho nên là cái mặt ở đây mình sẽ nhập nó là 800. Có đúng không hả anh em? Đối với cái là cái tủ bếp theo hệ mô đun ấy thì cái mặt nó sẽ là 800 luôn. Nhưng mà đối với cái hệ tủ bếp nguyên khối ấy, thì cái này nó sẽ không phải là 800 đâu, mà nó sẽ là 800 trừ đi một thân ván 17.5. Tại sao thì buổi hôm trước mình có hướng dẫn anh em vẽ tủ bếp cơ bản là mình có hướng dẫn cái trường hợp này rồi. Đấy anh em xem lại nhé. Ở đây mình sẽ chia nó thành 3 ô trống. Ô trống ở giữa này nó là cái khe móc âm, mình cho nó là 25 ly. Khóa chiều cao lại. Ở trên mình sẽ chỉ định nó là cái mặt giả nhé. Mặt giả. Khi mà mình chỉ định mặt giả ấy, thì nó sẽ nhận theo tính chất của cái mặt ngăn kéo. Và nó sẽ không có thùng ngăn kéo nhé. Bởi vì cái mặt này nó sẽ bắt trực tiếp với cả cái giá rút xong nồi luôn. Bên này mình chỉ định nó là cửa luôn. Tiếp theo nó là cái khoang lò vi sóng nhé. Lò vi sóng ở đây mình lấy cái loại 600 nhân 400. Thì ở đây chiều rộng mình sẽ nhập là 600. Khóa chiều rộng lại. Mình sẽ chia ngang thành hai ô trống. Cái ô trống ở trên để cái lò vi sóng thì chiều cao nó sẽ là 400, mình nhập vào. Khóa chiều cao nhé. Còn cái ô trống ở dưới thì nó sẽ là cái hộc ngăn kéo, mình sẽ chỉ định nó là ngăn kéo luôn. Còn cuối cùng ở đây thì nó sẽ là cái cánh cửa đơn. Đấy. Bản lề thì mình có thể cho quay sang bên phải này nhé. Ok, tiếp theo là mình sẽ vào chia trong. Chia trong ở đây mình sẽ chia cho nó 1 này, 2 này, 3 cái hồi. Thì đây mình sẽ chia dọc thành 4 khoang.
Cái hồi này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì anh em phân tích nhé. Phân tích trên 3D này. Cái cánh của mình thì nó sẽ lọt so với cả cái hồi trái và nó sẽ phủ lên cái một nửa cái hồi giữa này này. Thế thì cho lên ở đây mình sẽ nhập là 350 trừ đi một nửa thân ván là 8.5. Đấy, đúng nó vào giữa chưa? Khóa lại nhé. Còn tiếp theo khoang bên này. Khoang bên này thì mình đang sử dụng cái giá rút xong nồi loại 800 nhé. Thì kích thước trong lòng nó sẽ là 765. Mình nhập luôn. Khóa nó lại. Tiếp theo đến là cái khoang lò vi sóng. Lò vi sóng kích thước mặt nó sẽ là 600. Mà cái mặt của mình ý, nó sẽ phủ lên một nửa cái hồi giữa bên trái này. Và phủ lên một nửa cái hồi giữa bên phải này. Thì ở đây nó sẽ là 600 trừ đi một thân ván 17.5. Đấy. Đúng chưa? Ở đây mình chia cho nó một cái đợt nhé. Để mình đặt cái lò vi sóng lên trên. Mình sẽ chọn chia ngang. Đợt cố định, ok. Kích thước nó là bao nhiêu? Mình ra chia ngoài mình xem nhé. Ở đây cái cánh này nó đang là 263 là chia cánh rồi. Còn kích thước khoang nó sẽ là 265 nhé. Mà cái đợt này thì nó sẽ làm lọt so với cả cái cánh ngăn kéo này thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì thế thì cho lên ở đây mình sẽ nhập 265 trừ đi 35. Đấy, đúng chưa? Tiếp theo mình sẽ tạo cho nó thêm một cái thanh sám âm ở vị trí này nhé. Mình vào mặt trước. Thì nó cũng tương tự như vừa nãy đâu. Bật cam chốt luôn này. Chọn cái chân trước. Nhấp chuột phải chọn sao chép này. Đặt nó vào đúng vị trí. Anh em nên phóng to để bắt điểm cho nó chính xác nhé. Đấy. Chiều rộng mình cho nó là 50 thôi. Nhấp chuột phải và chọn thuộc tính. Mình sẽ đổi thuộc tính sang là xà móc âm. Đấy, và cái xà này nó sẽ dài. Ở đây mình nhập luôn là 765 nhé. Rồi, bắt cam rồi đấy, ok. Mình sẽ quay trở về cấp độ phòng nhé. Mình sẽ quan sát cái phần góc L này nhé. Đây này. Cái cách xử lý cái góc L ở đây thì nó sẽ có một cái ưu điểm là cái khe hở giữa hai cái cánh này này nó rất là nhỏ, cho nên là ra ngoài nó khá là thẩm mỹ. Nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm là nếu mà mình thi công mà nó không chính xác ấy, thì hai cái cánh này nó rất dễ bị sát nhau, chạm nhau. Thế thì cho nên là một số bên ấy, họ có thể là họ sẽ dùng thêm một cái bạ L ở đây để mình giãn cách hai cái cánh này ra. Hoặc là mình có thể là cho cái hồi của cái tủ bên trái này này nó phủ ra ngoài cái cánh này và cái cánh này nó sẽ lọt so với cả cái hồi. Khi vậy thì hai cái cánh này nó sẽ cách nhau một cái khoảng bằng một thân ván. Thế thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề bị sát cánh hơn. Đấy, còn lựa chọn cái cách nào thì anh em lựa chọn nhé. Ok, tiếp theo là mình sẽ vẽ tiếp các cái cục tủ bếp trên nhé. Thì ở đây mình sẽ vẽ cái cục tủ bếp góc này trước. Thì anh em quan sát trên 3D này. Ở đây cái tủ bếp góc của mình nó đang có bốn cái cánh này. Và cái đầu bên trái của mình nó đang đâm vào cái góc này. Thì ở đây mình sẽ xử lý như thế nào. Mình có thể là vào cái mặt đứng của cái diện tường tủ bếp trên này nhá, để mình vẽ cho nó trực quan. Thì đây mình kích đúp vào cái diện tường số 2 này này, kích đúp vào. Đấy, thì mình sẽ vào được cái mặt đứng của nó. Ở đây mình sẽ nhấp chuột phải vào cái tủ bếp góc là tủ số 6 này nhá. Mình chọn chia. Mình chọn vào cái khoang chia này nhá. Mình sẽ chọn chia dọc thành hai ô trống trước đi. Cái khoang bên trái này ở đây mình sẽ nhập nó là 350. Nó chính là bằng cái chiều sâu của cái tủ bên trái này này. Mình khóa chiều rộng này nhá. Tiếp theo cái khoang bên phải này ở đây mình sẽ chia nó thành bốn cái cánh. Bốn cửa, ok. Tiếp theo mình sẽ vào chia trong nhé. Chia trong ở đây mình sẽ chia cho nó một hai cái hồi này. Thì ở đây mình sẽ chia nó thành ba khoang. Hồi giữa. Rồi. Cái khoang này thì nó sẽ có cái kích thước nó là bao nhiêu? Thì mình phân tích một chút nhé. Ở đây thì cái khoang này nó sẽ là bằng 350 trừ đi một thân ván rưỡi. Mình sẽ nhập 350 trừ đi 26. Hoặc ở chỗ này mình sẽ cho nó hai cái bạ cột đi để cho cái cánh mình nó bắt vào cho nó khỏe. Thì ở đây mình sẽ nhập là 350 trừ đi 17.5. Đấy, bên này mình cũng sẽ chia cho nó một cái nữa. Mình sẽ chọn chia dọc. Cái này mình chọn nó là hồi giữa. Và mình sẽ cầm mình đưa sát vào cái cả cái hồi bên phải này nhé.
Bên này mình sẽ chia cho nó một vài các cái đợt nhé. Chia một cái đợt di động này. Chia. Rồi. Mình sẽ vào bên trong cái tủ này, mình xử lý lại chỗ bạ cồn như này nhé. Mình kích đúp vào trong cái tủ này. Mình vào mặt cạnh nhé. Ở đây mình sẽ chọn hồi giữa. Mình sẽ cho nó tụt cái cạnh đằng sau của cái hồi giữa này lại. Ở đây cái thùng tủ của mình trong lòng nó đang là khoảng 310. Thế cho nên là mình sẽ cho nó cái chiều rộng của cái bạ cột nó chỉ khoảng 8 phân thôi, để nó vừa đủ để bắt cái bản lề thôi. Đấy, thì ở đây cái cạnh C4 ở đây mình sẽ cho nó tụt là trừ 230. Đấy, 76 là ok rồi. Mình chọn cái còn lại nhé. C4 trừ 230. Mình sẽ bật cam chốt lên. Rồi anh em quan sát trên 3D nhé. Ở chỗ này cái đợt của mình nó đang chưa đâm kịch vào hồi trái. Thế cho nên là mình sẽ chỉnh lại nhé. Đây mình vào mặt trước. Mình chọn vào cái đợt di động này. Ở đây cái cạnh bên trái này nó sẽ là cạnh C1. Anh em không nhớ cạnh là bao nhiêu ấy, thì mình có thể bật hiện số cạnh lên nhé. Mình sẽ nhập ở đây là chắc là khoảng 350 đấy. Nhập thử xem. Ờ đúng rồi. Còn cái phần giao giữa cái đợt di động này với cả cái cột này thì sao? Thì ở đây mình sẽ khấu cái đợt này nhé. Mình sẽ về mặt bằng. Ở đây khấu thì đơn giản thôi, mình sẽ chỉnh sửa hình dạng của cái đợt này. Chỉnh hình dạng. Mình sẽ vẽ thêm cho nó cái đường thẳng nhé. Đường nối tiếp đi. Đấy, nó có bắt điểm. Mình dùng cái công cụ cắt này để mình cắt cái đoạn thừa này đi nhé. Rồi, mình quay trở lại để lưu. Ok. Đấy. Là nó đã khấu cho mình ok rồi nhé. Mình sẽ quay trở về phòng. Mình vẽ tiếp cái cục bên cạnh nhé. Mình xem 3D của nó. Ở đây nó sẽ có một cái khoang bát rộng là 800 và bên này khoang mở một cánh là 400. Mình nhấp chuột phải vào chọn chia nhé. Ở đây mình sẽ chia dọc thành hai ô trống. Ô trống bên này nó sẽ là 800. Khóa chiều rộng ạ. Mình sẽ chia ngang nhiều hai ô trống. Mình sẽ chỉ định trên này nó là cửa luôn nhé. Cái cửa này thì bản lề nó sẽ quay lên trên. Cánh mở lật mà. Này cũng thế. Cửa mình sẽ cho quay lên trên. Rồi bên này nó sẽ là cái cửa đơn một cánh. Bản lề mình sẽ cho quay sang bên này, mình nhấp chuột sang bên này. Mình sẽ vào bên trong để mình bật cái tính năng là quét cánh kính cho hai cái cánh này nhé. Mình chọn một cánh này. Bật cánh kính lên. Cánh kính. Ok, mình sẽ vào phần chia trong nhé. Chia trong ở đây mình chia cho nó một cái hồi. Chia dọc luôn này. Hồi này nó sẽ là hồi giữa. Vị trí nó. Thì ở đây thì cái cánh của mình ấy, nó đang phủ lên cái hồi trái, cả sẽ phủ lên một nửa cái hồi giữa ấy. Thì ở đây mình sẽ nhập là 800 trừ đi 26 nhé. Bật cam chốt luôn. Ở đây mình chia cho nó một cái đợt di động đi. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ sang cái mặt đứng diện tường bên này nhé, để mình chia công năng cho cái tủ bếp này. Kích đun nó vào. Rồi. Nhấp chuột phải vào chọn chia nhé. Mình tiếp tục quan sát trên 3D nhé. Ở đây mình sẽ chia đầu tiên là một cái cánh đơn này 350, cánh hút mùi 800 này, cánh mở lật 850 và cánh cánh đơn là 350 tiếp. Ok. Mình sẽ chọn ở đây là chia dọc nhiều. Ở đây mình sẽ chia cho nó thành 5 ô trống trước. Cái ô trống đầu tiên ở đây nó chính là cái độ dày của cái hồi này. Ở đây mình nhập nó là 18. Mình khóa lại. Cái ô trống tiếp theo nó là cái cánh 350 của mình. Mình nhập vào 350. Mình khóa lại. Và chỉ định luôn nó là cửa nhé. Tiếp theo nó là cái cánh hút mùi. Mình nhập nó là 800. Khóa lại. Và mình chỉ định nó là cửa đôi luôn. Tiếp theo là hai cái cánh mở lật lên, mình nhập nó là 850. Khóa lại. Và chia nó thành hai cái
cửa luôn. Cửa này thì cái bản lề nó sẽ quay lên nóc nhé, quay lên trên. Rồi, cuối cùng nó sẽ là một cái cửa đơn. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào chia trong nhé, để chia công năng cho nó. Ở đây mình sẽ chia cho nó 1 này, 2 này, 3 cái hồi nhé. Ở đây mình chọn 4 khoang, hồi giữa. Cái hồi này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì anh em quan sát trên 3D nhé. Cái hồi này này, thì cái cánh bên trái của mình nó sẽ phủ lên hoàn toàn cái hồi này nhé. Tương tự, cái cánh mở lật bên phải này cũng vậy, nó sẽ phủ lên hoàn toàn cái hồi. Và cái hút mùi của mình nó sẽ nằm lọt ở bên trong cái khoang này. Đấy, thì ở đây mình sẽ nhập là 350 trừ đi 17.5. Đấy, khóa lại nhé. Còn khoang bên này nó sẽ là 800. Khóa lại nhé. Bên này đây nó sẽ là 850 trừ đi. Ở đây nó đang lọt một thân hồi này, với cả bên này lọt một nửa thân hồi nữa, thì ở đây sẽ trừ đi 26. Khóa lại. Rồi, ok. Bên này mình chia cho nó một cái đợt nhé. Bên này cũng vậy. Một cái đợt. Bên này một cái đợt nữa đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em xử lý chỗ hút mùi này nhé. Hôm trước mình có hướng dẫn anh em là cách xử lý cái chỗ hút mùi này, nghĩa là mình sẽ chỉnh sửa hình dạng của cái tủ bếp trên ấy. Thì hôm nay mình sẽ dùng một cái cách khác. Thì ở đây mình chọn vào cái hồi giữa nhé. Mình bật cái tính năng là chia đáy ra. Thì ở đây lập tức cái đáy của mình ấy, thì nó sẽ tách ra thành hai tấm và nó liên kết với cả cái hồi này. Mình có thể bật cam chốt lên để anh em quan sát nhé. Quay trở lại. Bật cam chốt lên. Chia. Đấy. Tương tự bên này cũng như vậy nhé. Mình sẽ bật cái tính năng là cắt đáy lên. Và tí nữa mình sẽ xóa cái đáy này đi nhé. Trên này mình chia cho nó một cái đợt. Cái đợt này nó sẽ là đợt cố định. Còn cái khoang này nó sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây mình sẽ lấy cái hút mùi, nó là cái loại hôm trước mình giới thiệu nhé. Nó có chiều cao là 180 trừ đi một thân đáy 17.5. À đây, mình nhập vào dưới. Rồi, khóa lại nhé. Rồi. Mình thoát ra, mình kích đúp vào bên trong, mình chỉnh sửa chi tiết. Vào mặt trước. Đấy, chỗ này mình sẽ xóa cái đáy đi. Xóa tấm. Và mình sẽ copy cái đợt này xuống để làm cái tấm chặn hút mùi nhé. Xoay 90. Chiều rộng 180 trừ đi chiều cao của cái mặt hút mùi là 45. Rồi, mình cầm mình đặt vào đúng vị trí nhé. Rồi đấy. Mình sẽ ra mặt trước. Mình chỉnh lại cái cánh của cái hút mùi này nhá. Ở đây nó sẽ phải tụt lên. Tụt lên ở đây sẽ là 180 trừ 45 trừ đi 25 khe móc không. Đấy, nó sẽ như này. Đấy. Còn khoét lỗ hút mùi thì anh em làm cho mình giống như bài hôm trước nhé. Mình sẽ xử lý cái hồi trái này, nó phủ ra bên ngoài cánh với cả phủ lên kịch nóc nhé. Vào mặt cạnh hồi trái này. Cái cạnh đằng trước ở đây nó là cái cạnh C2 này, mình nhập vào 20. Cái cạnh C3 nó là cạnh trên, mình nhập cho cái phào nó là 80 đi. Đấy, bởi vì nó là đầu hồi mà. Tí nữa mình sẽ vẽ thêm cho nó cái phào rời nhé. Ok, quay trở lại. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý cái góc L của cái tủ bếp trên này nhé. Anh em quan sát này. Mình xoay ở dưới lên. Đấy. Cái phần chỗ này của mình nó đang có một cái khe hở như này này. Thì ở đây cái ý tưởng của mình ấy là mình sẽ cho cái đáy này nó phủ qua cái hồi này, và cái đáy ở đây nó sẽ mở rộng thêm hai phân nữa, và nó sẽ đâm với cả cái đáy của cái tủ bên phải này này.
Đấy. Thì trong cái trường hợp ấy mà cái góc của cái diện tường, hai cái diện tường này của mình nó không vuông ấy, thì ra ngoài mình có thể là chém vát cái phần thừa ra của cái đáy bên trái này nhá, để mình đưa vào cho nó khít thình khít, để cho nó không có cái khe hở. Và ở đây thì mình muốn cho cái khe hở này nó rộng ra bao nhiêu thì mình sẽ đua ra cái đáy đấy ra bấy nhiêu nhé. Thì ở đây là mình xử lý cách này thì nó rất là linh hoạt. Mình vào bên trong cái tủ. Rồi, mình ra mặt trước nhé. Mình chọn cái diện hồi bên phải này. Mình sẽ chọn cho nó là cái loại không kính đất. Rồi, mình ra mặt trước. Đấy, anh em quan sát. Đấy, thì nó sẽ phủ qua cái hồi nhé. Ở đây mình chọn vào cái đáy này này. Cạnh bên này nó sẽ là cạnh C3 đấy. Ở đây mình sẽ cho nó đua ra là 2 phân. Đấy, đúng chưa? Đấy, để cho nó đâm với cả cái đáy của cái tủ bên kia. Mình quay lại nhé. Đấy, anh em quan sát. Khi kịch kịch. Sau này nếu mà anh em có đi đèn LED ý, thì mình sẽ chạy cái đèn LED. Nó chạy xuyên suốt từ tủ bên này sang tủ bên kia. Và nó sẽ cua cái góc vuông ở đây. Nó rất là đẹp. Đấy, chỗ này nó chỉ có một cái khe hở nho nhỏ như này thôi thì nó mới đẹp. Tiếp theo mình sẽ xử lý lốt cái phần cục tủ lạnh này nhá. Mình sẽ về mặt bằng. Mình sẽ kích đúc vào cái cục tủ lạnh này. Mình sẽ vào phần chia nhé. Ở đây mình có thể chia cho nó thành hai cửa hoặc là một cửa, sau đó mình sẽ mở lật nó lên. Mình sẽ chỉ định nó là cửa nhé. Bản lề quay lên trên. Rồi, ok. Tiếp theo là mình sẽ thêm phà với cả thêm cột cho các cái phần nó âm tường như thế này nhé. Thì ở đây mình sẽ vào cái phần sản phẩm này. Mình sẽ vào cái phần tủ bếp này. Trong đây mình đã tạo ra sẵn các cái cột với cả các cái phào rồi. Thì anh em cứ lấy ra sử dụng luôn thôi. Ở đây mình sẽ dùng cái phào phải. Mình sẽ đặt vào trong nhé. Mình phóng to lên. Bắt điểm cho chính xác. Đấy. Cái phào này mình sẽ chỉnh cái độ rộng của nó nhé. Ở đây nó sẽ là cho là 650 đi. À không, nó chỉ khoảng 620 thôi. Rồi đấy. Chiều cao. Chiều cao ở đây mình sẽ nhập cho nó là mình sẽ chọn cái cục tủ lạnh nhá. Để mình xem nó cao bao nhiêu. 2290. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy một số các cái phào ra mình lắp thêm cho nó. Mình sẽ vào mặt đứng của cái diện tường này, kích đúc nó vào. Vào mục sản phẩm nhé. Tủ bếp này. Phào nóc này. Mình cầm kéo ra mình đặt lên trên. Mình sẽ mua nó vào vị trí cho nó chính xác nhé. Đây mình sẽ đặt vào đây. Cái chiều sâu này mình sẽ nhập bằng cái chiều sâu của cái tủ bếp của mình nhé. Nó là 350. Tiếp theo là chiều dài. Thì ở đây mình đo thử nhé. Xem cái tủ mình nó sẽ dài bao nhiêu. 2m6 rồi. Quá khổ ván rồi. Thế thì cho nên là cái phao này mình sẽ lấy cái chiều dài hết khổ ván nhé. Là 2m43. Còn lại là mình sẽ nối. Đấy. Mình copy cái đoạn phao này ra. Mình nối sang bên cạnh. Không, mình lấy trong thư viện. Mình sẽ nhập 170. Rồi, mình cầm mình đặt vào nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ về mặt bằng. Mình sẽ vào mặt đứng của cái diện tường bên trái này này. Kích đúp nó vào.
Rồi, mình sẽ vào trong cái thư viện, mình lấy cái file ra mình đặt vào. File nóc đây. Đặt vào. Mình cầm vào cái điểm gốc của nó nhé. Mình sẽ mua vào đúng vị trí của nó. Đây. Mình chọn cái tủ dưới của mình xem nó dài bao nhiêu. Ở đây là 2m37. Thôi mình cứ lấy hết khổ ván nhé. 2m43. Ok. Đấy là xong. Ok, như vậy là mình đã vẽ hoàn thành xong một cái hệ tủ bếp GL, có thể mang ra cắt được luôn. Anh em quan sát. Khá là hoàn chỉnh rồi đấy. Rồi, bước cuối cùng là mình sẽ đặt vật tư vật liệu cho cái hệ tủ bếp này. Và mình sẽ chỉ định các cái vị trí vắt cánh cho nó. Thì ở đây để đặt vật tư vật liệu cho cái hệ tủ bếp này hoặc cái công trình này thì anh em có thể xem cho mình cái CV 30 năm nhé. Cái này nó là cái nguyên lý để đặt vật tư vật liệu cho cái công trình của mình, hay còn gọi là đơn hàng đấy. Đấy, anh em xem cho mình. Đấy. Còn đối với cái hệ tủ bếp này thì mình có thể là đặt vật tư vật liệu ở cái cấp độ đơn hàng hoặc cấp độ phòng cũng được. Bởi vì ở đây mình chỉ có một phòng thôi mà. Thế thì cho nên mình sẽ đặt vật tư vật liệu ở cái cấp độ đơn hàng nhé. Mình phân tích một chút ở trên 3D nhé. Như anh em quan sát, ở đây là toàn bộ cái hệ tủ bếp trên của mình. Nó sẽ là thùng trắng và cánh trắng. Và ở đây nó sẽ có các cái phào ở trên, nó sẽ là phào màu. Và cái hồi này nó sẽ là hồi màu. Còn đối với cái tủ bếp dưới thì toàn bộ thùng nó sẽ là thùng trắng nhé. Và cánh, toàn bộ cánh nó sẽ là cánh màu. Và có cái hồi này thì mình cũng sẽ làm giống cái vật liệu của cánh luôn. Đấy, cục tủ lạnh này cũng tương tự như vậy. Cục tủ lạnh này thì thùng màu, cánh trắng. Đấy, thì mình sẽ phân tích và mình sẽ đặt vật liệu cho nó nhé. Ok, mình sẽ quay trở về cái đơn hàng mình. Toàn bộ cái công trình của mình ý, chủ yếu là dùng thùng trắng nhé. Cho nên là mình sẽ chọn cái vật liệu ở đây là thùng 17 cộng hậu 6 không vân. Ok, mình sẽ chỉnh chi tiết đối với các cái tủ bếp nhé. Các cái tủ bếp ở đây thì cái phần vật liệu này. Thì cái loại 17 ly không vân này ý, thì nó mặc định nó sẽ là cái màu trắng. Cho phần thùng là ok, cả trên cả dưới. Còn riêng cái phần cánh cửa ấy thì ở đây mình sẽ thiết lập riêng cho nó nhé. Cánh cửa ở đây thì nó sẽ chia ra hai nhóm, cái nhóm cánh cho cái tủ bếp dưới là sử dụng cánh màu và nhóm cánh cho tủ bếp trên thì nó sẽ là cánh trắng giống như là thùng tủ đấy. Thì ở đây mình sẽ thiết lập riêng cho cái nhóm cánh của tủ bếp dưới nhé. Ở đây mình sẽ chọn một cái loại vật liệu không vân khác, nó là không vân A chẳng hạn. Ok. Đấy. Ngoài ra thì cái cục tủ lạnh này này thì ở đây nó thuộc về cái nhóm tủ thông thường này. Thế cho nên là mình sẽ thiết lập vào trong này nhé. Mình sẽ vào trong cái phần tủ này. Phần vật liệu này. Ở đây mình sẽ chọn cái nhóm thùng là 17 ly cộng 6 không vân A. Không vân A. Ngăn kéo trong cũng vậy, không vân A. Còn riêng cửa ấy, thì ở đây mình sẽ set cho nó là cái cửa trắng nhé. Thì đây là 17 ly không vân rồi, ok. Mình xem kết quả ra sao. Ok, tất cả các cái cánh nó đã đổi sang cái vật liệu màu rồi đấy. Trừ những cái cánh ngăn kéo này, tại sao nó lại chưa đổi? Bởi vì là các cái này thì nó sẽ tách riêng ra một nhóm gọi là cánh ngăn kéo. Thì đây mình cũng sẽ vào lại cái phần đơn hàng nhé. Mình chỉnh thêm cho nó. Mình sẽ vào phần tủ bếp này. Cửa này. Đây, ngăn kéo. Nó vẫn đang là vật liệu không vân, mình sẽ chỉnh cho nó là không vân A nhé. Đấy, ok. Ở đây còn mấy cái hồi, đầu hồi này này với cả mấy cái phao ở đây nó đang chưa đổi sang vật liệu màu. Thế thì cho nên là mình sẽ vào bên trong cái tủ của mình nhé để mình chỉnh chi tiết cho cái tấm đấy. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái hồi trái này. Nhấp chuột phải vào, thuộc tính. Mình sẽ đổi sang nó là 17mm. Không vân A, ok. Quay trở lại. Đối với cái phao này cũng tương tự như vậy nhé. Mình sẽ vào bên trong. Mình sẽ vào phần thuộc tính này. Chất liệu. Cái phần vật liệu này thì mình sẽ để nó là không vân A. Ok. Các cái phao còn lại với cả là cái hồi của cái tủ bếp dưới, anh em cũng chỉnh cho mình tương tự như vậy nhé. Mình sẽ tua nhanh cái phần này. Ok, tiếp theo là mình sẽ thiết lập các cái cánh vát cho hệ tủ bếp của mình nhé. Thì nó cũng tương tự như mình đặt vật liệu vừa lấy thôi. Mình sẽ vào phần đơn hàng này. Mình vào phần tủ bếp nhé. Cửa này. Đây anh em quan sát.
Ở đây mình trong cái phần thiết lập về cánh của mình ấy, thì nó sẽ chia ra hai cái nhóm cánh cho tủ bếp trên với cả tủ bếp dưới. Đây này. Thì đối với cái tủ bếp dưới này thì mặc định ở đây là cánh nó sẽ vắt ở phía trên nhé. Thì anh em sẽ chọn cho mình. Ở đây nó đang là cánh vân đứng này, không có vắt. Thì mình sẽ chọn cho nó là vân đứng vắt trên. Ở đây của mình sẽ có hai cái kiểu gia công cái cạnh vắt này nhé. Một kiểu là nếu mà anh em chọn là có cái D6 ở đằng sau này, nghĩa là nó sẽ lấy cái con dao 6 ra, nó xẻ cho mình một cái đường để đánh dấu cạnh vắt. Còn nếu mà anh em chọn cho mình các cái cánh vắt mà có chữ V90 ở đằng sau này, là nó sẽ lấy luôn cái con dao V90, nó vắt cho mình là hoàn thiện luôn. Đấy, nghĩa là ra ngoài anh em chỉ việc dán nẹp là xong. Ok, ở đây mình sẽ chọn cái đứng vắt trên D6 nhé. Kích đúp vào. Tương tự như vậy, các cái ngăn kéo của mình cũng sẽ chọn cái ngang vắt trên. Đây, ngang vắt trên D6. Còn riêng cái nhóm ngăn kéo cho tủ bếp trên ấy, đây, mình sẽ chọn nó là vân đứng vắt dưới. Mình sẽ vào phần cánh phẳng nhé. Đây, đứng vắt dưới đây. Đấy, ok. Anh em quan sát. Mình sẽ zoom vào để anh em quan sát nhé. Đây là các cái cánh dưới nó đã đánh dấu cạnh vát cho mình rồi này. Đấy. Mình zoom cái cánh trên xem. Ok, như thế này là đánh dấu rồi đấy. Mình sẽ thử dàn ván ra để anh em quan sát xem nó hết bao nhiêu tấm ván nhé. Rồi, ở đây nó sẽ thống kê cho mình tất cả các cái cấu kiện trong cái hệ tủ bếp của mình đây. Mình sẽ bấm vào dàn ván nhé. Chạy. Ok. Đây anh em quan sát. Ván 17 ly có vân không vân A của mình hết 4 tấm này. 17 ly không vân hết 9 tấm. Ván alu 3 ly 2 tấm. Ván 6 ly không vân 3 tấm. 6 ly không vân A 1 tấm. Đấy. Mình có thể xem nó nesting xem có tối ưu hay không nhé. Đấy, mình có thể xem chạy mô phỏng nhé, xem nó gia công như thế nào. Mình tăng tốc nó lên. Đấy, anh em để ý này. Các cái cánh mà mình chỉ định cái cạnh vát ấy, thì nó sẽ dùng cái con dao D6 nó xẻ cho mình một cái đường như này này. Để ra ngoài thợ biết là mình sẽ mang cái cánh này ra mình vát trên cơ bàn chìa sau. Ván không vân này. Ok, mình sẽ chạy mô phỏng gia công cái tấm này nhé. Mình tăng tốc lên. Ok, cánh kính phay khá là ok rồi. Sau khi kiểm tra ok không có vấn đề gì thì mình có thể tiến hành xuất file NC và tem nhãn nhé. Thì cái file của mình ý, thì nó sẽ xuất vào cái thư mục CNC output ở ngoài desktop này. Đây nhá. Nó sẽ xuất vào đây này. Ok. Mình sẽ bấm vào xuất file NC tem nhãn. Đây là cái đường dẫn của nó. Ok, chạy. Xong rồi, cả lâu. Đây. Anh em chỉ việc copy file NC này mang ra ngoài máy CNC mình chạy thôi. Ngoài ra nó cũng xuất cho mình ra cái file in tem này. Mình có thể vào in tem để mình in tem nhé, phục vụ cho sản xuất. Ok, nó nhận tem rồi đấy. Anh em quan sát. Mình có thể xem tem nhé. Ok.